Kính chào quý khán giả. Trong 24 giờ tới, các tỉnh thành Bắc Bộ tiếp tục duy trì kiểu thời tiết đêm không mưa, ban ngày nắng xuất hiện từ sớm. Cùng với đó là nhiệt độ cao nhất trên toàn Bắc Bộ nhanh chóng tăng lên ngưỡng từ 31 đến 33 độ. Riêng khu Tây Bắc Bắc Bộ có những điểm nhiệt độ cao nhất ngày mai có thể lên đến trên 34 độ. Với các tỉnh miền Trung, khu vực này nắng cũng xuất hiện từ sớm và càng về trưa, cường độ nắng càng tăng mạnh. Nhiệt độ trưa chiều mai tại đây cũng khá đồng đều, dao động từ 32 đến 34 độ. Một số nơi thuộc khu vực vùng núi phía Tây như là Tương Dương, Tuyên Hóa hay Đông Hà, nhiệt độ có thể xấp xỉ ngưỡng nắng nóng 35 độ. Tương tự, thời tiết nóng bức cũng sẽ diễn ra tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vào ngày mai, khi nhiệt độ cao nhất tại Tây Nguyên phổ biến trong khoảng từ 31 đến 33 độ và tại các tỉnh thành Nam Bộ là từ 33 đến 35 độ. Đến chiều tối, các tỉnh miền Tây Nam Bộ như Cần Thơ hay Cà Mau sẽ xuất hiện những cơn mưa rào và dông. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển. Quần đảo Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa thoáng trên 10 km, gió Đông Bắc vẫn hoạt động với cường độ mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 gây biển động. Còn quần đảo Trường Sa có mưa dông kèm theo lốc xoáy và gió giật mạnh, gió Đông Bắc mạnh cấp 4, cấp 5, riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Cuối bản tin sẽ là những thông tin dự báo chi tiết cho các tỉnh thành trên cả nước trong đêm nay và ngày mai.